dù là gái là trai, người dài trẻ nhỏ thì sức khỏe cũng cần phải được đề cao. Mỗi buổi sáng thức dậy vươn vai hít thở để sáng khoai, để có cả một ngày dài tràn đầy năng lượng, giữ cho tinh thần luôn luôn được thoải mái, không sợ bệnh tật vì miễn dịch được tăng cường. Vậy nên là dậy đây. Yeah, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của Hoa. Mình là Minh Dung, AKA EK. Yeah. Rap name của mình là EK, và như mọi người có thể hiểu đơn giản là indie thì nó là independent, là độc lập tự do. Còn K có nghĩa là kid, thì một đứa trẻ. Các bạn có thể thấy là một đứa trẻ với tâm hồn rất là tự do, và nó cảm thấy tràn ngập những cái niềm vui trong cuộc sống, sự lạc quan, yêu đời. Nhưng mà nó cũng có những cái chiêm nghiệm khi mà nó dần lớn lên như vậy. Cái cảm xúc hiện tại của bạn khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với Bắc Việt? Đầu tiên đặt chân đến với Bắc Việt thì mình rất là vui vì mình đã đạt được nhưng mà mình không muốn. Sau khi nhận được thông báo mà đậu quốc trên Bắc Việt, việc đầu tiên bạn làm là gì? Em nghĩ là việc đầu tiên mà em làm đó là thông báo cho bố mẹ. Mẹ bảo bố mẹ ơi, con vào Bắc Việt. Yes. Mẹ em rất là mừng, chúc mừng em. Em về nhà ngay, chiều với bố mẹ, chiều với bố mẹ. Quá trình chuẩn bị cho Thái còn hai của bạn diễn ra trong bao lâu? Là chắc là khoảng 2 tuần. Mình đã chọn một con beat sample mà mình viết trên đấy luôn. Sau đó mình được producer của chương trình và bài của mình ok, sửa qua sửa lại và đến bây giờ nó ok rồi. Có thể tiết lộ một xíu là về cái bài mà chuẩn bị cho vòng họp này nhé, đó là chủ đề gì? Nếu mà nói về cái chủ đề của vòng một thì mình muốn mang cái năng lượng gọi là tích cực nhất của mình dành cho mọi người. Và năng lượng đấy nó như là sao mà mọi người cũng đoán được. Khi mà hoàn thành xong phần thi thì rất là vui, bởi vì lúc đầu khá là lo khi mà bước lên sân khấu ấy, thì cũng lo không biết là nó sẽ như nào, nhưng mà khi mà mình xong bài mình đã hết mình và mình đã được chọn thì mình cảm thấy rất là vui. Thế rất là nhiều động lực, sẵn sàng chiến đấu tiếp tục. Em đã biết được em về đội của huấn luyện viên nào rồi thì nó có đúng với lại cái mong muốn của em về huấn luyện viên đó mà em từ đầu không? Dạ, thì em được về đội huấn luyện viên Big Daddy. Đây là idol của em luôn đấy. Em nhìn nhà của em Big rất là nhiều. Em ngay từ ở nhà em cũng mong muốn là mình sẽ được vào đội của Andre hoặc là Big Daddy. Thực ra thì em nghĩ là sau một hồi em nghĩ là vào đội ai cũng được, mà em nghĩ là chắc chắn là bản thân mình vẫn muốn là vào đội anh Big nhất, và hôm nay mình được vào đội anh Big thật. Yeah, và điều đấy một phần tạo động lực rất là lớn và cũng có chút áp lực cho những vòng sau, mình phải chuẩn bị kỹ càng và khắc phục một cái điểm yếu của mình. Bạn tự tin là cái skill rap nào nhất của mình không rap? Skill rap. Skill rap thì trong thời gian chơi rap thì mình có trải qua, đã có thử qua nhiều thể loại, và mình nghĩ là mình chơi lyrical, chơi flow là nhất của mình. Và sau này thì mình có chơi melodic, có tune nữa, đã kết hợp cả hai lại. Nó vừa tạo cái độ bay của melodic mà nó vẫn có cái chất của lyrical. Yeah, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mình là EDK, hãy đón xem Rap Việt mùa 3 trên Beyond Be Channel. Let's go! Hey. Nếu muốn có eo thon, nếu muốn có cơ bắp, nếu muốn có mông căng và ngực nở thì phải tập thể dục, thì phải tập thể thao và cần phải trải qua một chút cực khổ. Ai cũng có công việc và thường dành thời gian cho tiền bạc và tham vọng. Nhưng đôi khi ông quên mất một điều rằng sức khỏe mới là thứ thật sự quan trọng. Yeah. Bất kể bạn là ai, bất kể bạn làm gì thì bạn cũng nên luyện tập thể dục thể thao. Dù là gái là trai, người dài trẻ nhỏ thì sức khỏe cũng cần phải được đề cao. Mỗi buổi sáng thức dậy vươn vai hít thở để sáng khoai, để có cả một ngày dài tràn đầy năng lượng, giữ cho tinh thần luôn luôn được thoải mái, không sợ bệnh tật vì miễn dịch được tăng cường. Vậy nên là dậy đây. Không lẽ sắp ngủ có 10 tiếng rồi bạn ơi dậy đây. Tích cực vận động chứ đừng có mà lười biếng đâu bạn ơi dậy thôi. Gà thì đang gáy và mặt trời đã lên rồi. Bạn có đang ngáy chẳng biết chuyện gì trên đời thì đúng là chán thật đấy. Mà ai thì cũng biết vàng bạc kim cương nó là những món đồ quá đắt, nhưng tôi thấy cũng bình thường, bởi vì sức khỏe mới chính là thứ quý giá nhất. Nếu như mà bạn khỏe mạnh thì cuộc sống này chẳng có gì phải âu lo. Nên tôi vừa lắp vừa tập gym, bởi vì đằng nào thì cũng sẽ có số to. Ôi, bạn có thể đá cầu, đá bóng này. Bạn có thể lặn dưới hồ bơi, nhưng phải vận động để cho cơ thể nó nóng, để cảm thấy thoải mái cứ mỗi khi đổ mồ hôi. Nên phải healthy để mà làm việc năng suất, body càng ngày càng săn chắc, nên sống gọn gàng và ngăn nắp. Keep it going non stop, phải năng lượng này vang khắp ra cả Đông Tây Nam Bắc. Let's go. Thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng, đẩy lùi tệ nạn. Yeah. Luyện tập hàng sáng ngày mà không hề chán, hít đất kéo dài. Nếu mà chăm chỉ sẽ có cơ thể cường tráng. Ui, ngon, giảm căng thấp mệt mỏi không bao giờ là buồn chán.
Này ôi bạn ơi, không có gì là quý hơn sức khỏe. Hãy trân trọng điều đó vào lúc trẻ. Bởi vì con người sinh ra, vận động đã trở thành bản năng. Phải luyện tập để thúc để bản thân, không để yếu thế cản chân. Nên hãy bắt đầu ngay hôm nay đi đừng ngại. Keep it up, không dừng lại. Và bạn cần phải cố phấn đấu qua từng ngày. Thì chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện. Và sẽ có một cơ thể căng chặt vạm vỡ. Tự tin mà bứt phá mấy giới hạn, sức khỏe không bị rối loạn và nở một nụ cười sặc sỡ. Những các cụ đã dạy một điều không sai rằng ăn được ngủ được là tiền. Nếu như các bạn có một sống như vậy thì mỗi sáng thức dậy thực tập thể dục mà xem. Vậy nên là dậy đi, không lẽ sắp ngủ có 10 tiếng rồi bạn ơi dậy đi. Thích cứ vận động chứ đừng có mà lười biếng nào bạn ơi dậy thôi. Gà thì đang gáy mà mặt trời đã lên rồi. Bạn có đang ngáy chẳng biết chuyện gì trên đời thì chẳng biết bao giờ mới người. Let's go thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng để đủ tệ nạn chưa. Luyện tập hăng say ngày mà không hề chán. Hít đất kéo xa, nếu mà chăm chỉ sẽ có cơ thể cường tráng. Ui ngon, dám cao thâm mệt mỏi không bao giờ là buồn chán. Ê let's Thì thưa quý vị, ngày hôm nay bạn đã nhận ngay được 3 sự bình chọn của các vị huấn luyện viên là Big Daddy, B-Ray và anh Thái. Và anh rất là muốn em về với đội của anh. Tại vì anh nghĩ là em sẽ là một cái chuông đồng hồ báo thức. Em cứ 7 giờ sáng em gọi anh dậy, em đi tập thể thao. Hoặc là em sẽ dạy anh cái trò vừa xong ấy. Nhìn hay đấy. Cá nhân anh thì anh thấy em hợp với anh Thái. Những cái gì mà anh Thái đã trải qua đều cần phải có những người để boost lại cái năng lượng của anh Thái, gây cảm hứng lại đúng cái chỗ của anh ấy để anh ấy có thể làm được nhiều thứ hơn. Đang cần anh Thái phải push cho bạn ấy chứ sao lại bạn ấy tự nhiên đi push cho anh Thái. Trong một cái không gian này thì mọi người đều push cho nhau. Những thứ mà chúng tôi có ngày xưa, bây giờ các bạn đã có nhiều hơn thế rất nhiều. Cho nên là bây giờ nhiều khi là chúng tôi còn phải học lại các bạn. Tôi không nghĩ là năng lượng của bạn sẽ hợp với anh Thái. Bởi vì anh Thái là một người trải qua rất là nhiều thứ. Chưa chắc là đối với những cái năng lượng mới mẻ, ngây thơ thì anh Thái có thể khai thác được cái điều đó. Nhưng mà bù lại okay, với cái năng lượng của em đem lên và em cái topic bài hát. Em gái của anh kìa. Thì cái cách em viết, Su lại cảm thấy là có một người chọn em mà anh ấy có thể tô điểm thêm những cái điểm mạnh của em và phát triển em lên theo một cái tầm mới. Đó chính là Big Daddy. Các Rick thấy sao? Thì tính nói về Su nói chơi. À thì tức là Rick nghĩ thế đúng không? Thì đấy là 2-1. Thế anh Thành, sau 30 giây ban quản trị đã hội họp đưa ra một quyết định cuối cùng. Đó là sẽ về với một người tạo cho em một cái bước đà mới, cũng như là xây dựng cho em thêm một vài sự hóm hỉnh. Chúng ta về với Big Daddy. Vâng, xin được chúc mừng cho huấn luyện viên Big Daddy đã nhận được thí sinh của mình. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên kênh HTV2, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.